trong này tôi cũng vô quay để phát tán nhé. Theo người dân chia sẻ lại thì cái giếng đây là giếng nước khoáng. Quang phát hiện ra một điều rất là tuyệt vời các bạn ạ. Xem video thì thú vị thì bớt chút thời gian vàng ngọc của mình. Cho Quang xin một nút đăng ký kênh, nhấn like, bình luận, chia sẻ cái video giúp Quang nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Quang. Cái địa điểm hôm nay mà Quang muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là khu lăng mộ và đền thờ của vị vua Ngô Quyền. Và cái địa điểm này được tọa lạc tại thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm của Sơn Tây các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy đi cùng Quang, chúng ta cùng khám phá khu lăng mộ và đền thờ này nha. Ok. Con đường dẫn vào khu lăng mộ và đền thờ thì cũng được lát bằng những viên gạch và ong các bạn này. Đấy. Các bạn ạ, thì theo như sử sách ghi chép lại cái trận chiến Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền chỉ huy đã mở ra một cái trang sử chói lọi của dân tộc và vĩnh viễn chấm dứt ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Lúc đó thì đất nước đã giành được độc lập và tự chủ. Và đến năm mùa xuân năm Kỷ Hợi, tức là năm 939, thì Ngô Quyền tự xưng vương, lấy hiệu là Tiền Ngô Vương các bạn nhé. Và ông đã xây dựng một nhà nước độc lập tự chủ, đóng đô ở Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Và ông đã chấm dứt trên 1.000 năm nước ta bị ách đô hộ và mở đầu cho thời kỳ phục hưng đất nước. Đến năm Giáp Thìn, tức là năm 944, ông lâm bệnh rồi mất. Và ông đã làm vua được có 6 năm và hưởng thọ là 47 tuổi. Giờ thì chúng ta đã đến cửa đền của ông rồi các bạn nhé. Chào ông ạ. Ông là người trông coi ở đây ạ. Thì gặp được ông thủ tử trông coi ở ngôi đền này các bạn nhé. Giờ Quang sẽ xin phép ông để thắp nén hương xong rồi đưa các bạn đi tham quan ngôi đền của vị vua Ngô Quyền này nhé. Hả? Rồi, tôi vừa nói rồi. Trong này tôi cũng vô quay để phát tán nhá. Dạ vâng, ok. Thế cháu đứng ra ngoài, cháu quay mấy cái tấm biển và cửa thôi. Thì vì nó khu di tích mà. Bây ok. Giờ mình phát tán ra ngoài là nó không hay. Dạ. Nhiều cái tin nó cứ đưa sai lệch mà. Dạ vâng. Nên là mình quan quay bên ngoài thôi. Xong xuống lăng mộ chứ còn bây giờ mình quay bên trong phát tán ra ngoài là chưa. Dạ vâng ạ. Thì theo như lời của ông trông coi đền thờ của vị vua Ngô Quyền thì hiện tại bây giờ là mình không có được vào bên trong để quay, chia sẻ lại cho các bạn. Nên là Quang chỉ có thể đứng ở ngoài và quay cái mặt ngoài cho các bạn thôi nha. Nên là các bạn thông cảm cho Quang nha. Thôi mình sẽ tôn trọng những cái người lớn tuổi và tôn trọng người trông coi ở đây. Quang phát hiện ra một điều rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đây thì có một cái cây sứ rất là nhỏ mọc ở trên cái dãy nhà ngang trước cửa
đền thờ của vị vua Ngô Quyền các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là cây sứ nhé các bạn nhé. Rất là tuyệt vời và rất là lạ luôn. Đấy, được mọc ở trên mái nhé. Đó. Sức sống rất là mãnh liệt. Dầu này rất quý, bây giờ dầu các loại dầu mỡ chứ trước đây chỉ dùng dầu sợi, riêng cái dầu sợi ép ra mà rán thì ăn cực kỳ rán, phải cả ăn cá rô đồng cứ giòn tan, nhưng mà nếu mà không biết cách dùng thì ho. Riêng dầu này, cái dầu này nó ép ra thì rán phải già dầu nó mới được, cho cá rô và rán xương nữa, ăn nó giòn ta hơm mà tan nha, ngon lắm. Ép lá à ông? Ép quả nó này, nó có quả như quả chè, xong rồi đập rồi bỏ bỏ đi. Ừ, trông quả như quả chè mà nhỉ? Nó to gấp ba quả chè, nhưng mà nó cũng có hạt như quả chè, không bóc bỏ vỏ đồ cái nhân nó luôn. Xong bây giờ là như là ép ra nước, ép ra cái dầu. Bây giờ công nghệ cao, dùng máy trước của tôi dùng là toàn kiểu ép là dùng cái mũi quả phế làm cái kiểu là có lăn đấy, hai cái nó ken lại là nó chảy ra. Ở trước đền thờ của vị vua Ngô Quyền ấy thì có người ta có trồng một số cây sở, và cái loại quả của cây này khi chín người ta sẽ tách ra lấy hạt và chiết xuất cái dầu ở đó ra để người ta dùng như kiểu dầu ăn bình thường hàng ngày của mình các bạn nhé. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống phần lăng mộ của vị vua Ngô Quyền các bạn nhé. Đây. Bạn Hải sẽ dẫn đường cho chúng ta đi xuống khu lăng mộ. Ok. Rêu. Mặc dù là cái ở dưới này là người ta lát bằng đá ong đấy, nhưng mà cái mức độ rêu mà quá là nhiều các bạn này. Đấy. Thì chúng ta nên đi cẩn thận nhé. Và cái trời mưa trơn trượt thì các bạn nên cẩn thận một chút để tránh mọi việc đáng tiếc xảy ra. Cái thời tiết ở miền Bắc mùa này là mùa hanh khô các bạn ạ, rất là khó chịu. Cái mùa này thì gây cho chúng ta cái hiện tượng bị khô da các bạn ạ. Làm da của chúng ta bị nứt nẻ vì thiếu nước. Nếu như mình không sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da thường xuyên ý, để bảo vệ cái làn da của chúng ta mùa hanh khô này, thì các bạn khi mà đến miền Bắc du lịch, nhất vào thời điểm mùa hanh khô này, thì các bạn nên chuẩn bị cho Quang một tip kem dưỡng da này, một cây dưỡng môi để tránh tình trạng da mặt, da môi bị nứt nẻ các bạn nhé. Chúng ta đã đến lăng của vị vua Ngô Quyền rồi các bạn ơi, và cái mặt trước của lăng ấy thì hướng ra cái Vũng Hùm đấy. Đây này, Vũng Hùm này các bạn này, đuôi tai Quang chỉ đấy, và cái Vũng Hùm này thì được chảy ra dòng sông Tích các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đi vào bên trong cùng với Quang. Quang nhìn thấy ở đây thì cũng có một cái bàn thờ đá các bạn ạ. Cây hương đá và tất cả những cái đồ đây người ta cũng sử dụng bằng đá hết. Và có cả đôi đèn đá giống như ở bên đền thờ của Bùa Cái Đại Vương các bạn này. Đấy, và bây giờ thì Quang sẽ đi một vòng để đưa các bạn tham quan lăng của vị vua này nha. Đây là mặt trước của lăng này các bạn này. Thì bên trong có được đặt một cái tấm bia mộ của vị vua Ngô Quyền. Và Quang ước chừng cái chiều cao thì cũng phải tầm khoảng 2,5 m đến 3 m. Nên là Quang cũng không dám mạo phạm để trèo lên bên trên để quay chi tiết được cho các bạn xem nha. Để các bạn hết sức thông cảm cho Quang. Và Quang sẽ đi vòng ở dưới để quay cho các bạn xem thôi các bạn nha. Thì đây Quang đang đi đến mặt đằng sau của bên trong của cái giống như kiểu cái ngai vàng của vua lúc tại vị các bạn ạ. Và cũng bên hông và mặt sau này, Quang nhìn thấy thì người ta cũng đắp những cái hình tượng phù điêu hình con rồng rất là đẹp và rất là tinh xảo các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Hai bên hông này, mặt sau là
được đắp hình tượng rồng hết nhé. Giờ thì Quang sẽ đi ra ngoài và chỉ cho các bạn xem một cái điều hết sức là thú vị ở ngay trước mặt lăng. Đó chính là ở Vũng Hùm này các bạn này. Thì vào năm 2019, người dân và chính quyền địa phương người ta đã phát hiện ra một cái mạch nước khoáng ở giữa cái Vũng Hùm này. Đấy, chỗ này các bạn nhìn được không? Đấy, chỗ tay Quang chỉ này. Thì sau khi phát hiện xong thì những cái cơ quan chức năng và chính quyền người dân địa phương ở đây đã xây bè thành hình một cái giếng các bạn ạ. Và sau đó thì là bị dịch Covid nên là mọi hoạt động du lịch đều bị ngưng trệ hết. Nên là cái giếng nước khoáng này thì ít người được biết đến. Và rất là may mắn hôm nay thì Quang cũng đã được mọi người nói cho rằng ở đây có một cái mạch nước khoáng. Rất là tuyệt vời. Mình đang đứng để quay cái giếng nước khoáng ở giữa Vũng Hùm. Thì cái tiếng sột soạt đằng sau lưng. Quay lại thì nhìn thấy một em bò này đang gặm lá cây các bạn ạ. Không hiểu là cây gì mà cậu ấy ăn ngon lành thế. Chắc bò đây là bò của những người dân quanh vùng người ta thả ở đây. Và thì ngay trước cửa đền thì người ta trồng cây, không biết là cây gì, nhưng mà vào đây thì thấy cũng ấy quá. Mình là chủ của nó là mình cũng đuổi đi đấy, nhưng mà mình không phải là chủ các bạn ạ, nên là thôi mình đứng ngoài chứ không lén phén là nó đá cho cái hay nó húc cho phát thì thôi toi đời chứ có dại các bạn ạ. Ôi, chào mày nhá, tao đi về đây không làm phiền đến mày nữa. Các bạn thấy phong cảnh ở nơi đây thế nào? Yên tĩnh đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời luôn. Và buổi chiều hôm nay thì có nắng rất là đẹp. Giờ thì Quang đã đi ra ngoài cái đường mà dẫn vào lăng rồi các bạn ơi. Thì thật sự nhìn cái ánh nắng buổi chiều hôm nay rất là đẹp luôn. Và Quang cũng quay lại để cho các bạn chiêm ngưỡng. Và cái lối ra đường này ấy, thì hai bên thì người ta trồng rất là nhiều những cái cây thông lá kim các bạn ạ. Nhìn rất là đẹp. Một cảnh tượng hết sức là tuyệt vời. Và bây giờ thì cũng xin phép các bạn cho Quang kết thúc cái video này tại đây. Nếu thấy hay thì các bạn cho Quang xin một nút đăng ký kênh, nhấn like, bình luận, chia sẻ cái video này giúp Quang nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.